Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị đến với Radio Phong Thủy Nguyễn Hoàng. Trước khi bắt đầu, thì đây là nơi thầy Nguyễn Hoàng chia sẻ về hai mảng nội dung chính là những kiến thức về phong thủy và những kinh nghiệm ứng dụng phong thủy trong cuộc sống. Bài chia sẻ hôm nay Phong Thủy Nguyễn Hoàng bật mí cách hóa giải hướng nhà xấu năm 2022 để chuyển họa thành phúc. Việc hóa giải hướng nhà xấu là một việc nên làm càng sớm càng tốt. Vì nhà quyết định người, chứ người không quyết định nhà. Lý do việc này tôi sẽ giải thích chi tiết trong một tập khác. Vì nói quá sâu, rất dễ chúng ta lan man vượt xa phạm vi buổi chia sẻ ngày hôm nay. Vậy thì nếu biết nhà hướng xấu mà tránh thì có thể an yên. Nếu vô tình xâm phạm thì có thể phá sản, chết người. Quả là bi thương không đáng. Phong thủy Nguyễn Hoàng sẽ đề cập đến các hướng nhà xấu nhất trong năm 2022 và cách hóa giải để tìm phúc, tránh họa. Phần 1. Các nhà hướng xấu năm Nhâm Dần 2022. Đầu tiên, nhà hướng Đông Đông Bắc. Nhà này lưng tọa tại thân, hướng nhìn về Dần. Năm ngoái dễ phiền phức, năm nay dễ gặp họa. Nguyên nhân cơ bản là do ba hung tinh hội chiếu vào trước cửa gồm Thái Tuế, Kim Thần, Ngũ Quỷ. Thái Tuế là bậc chí tôn, chỉ hợp với bậc thiên tử. Phàm là nhà thường dân nếu mở cổng, cửa ở phía này giống như dân thường chặn lối vua đi, sao có thể yên thân cho được. Cùng với đó, đó là Kim Thần và Ngũ Quỷ, đều là hai trợ thủ của Thái Tuế, hộ tống quân vương, chủ về hình phạt, dịch bệnh, thiên tai, tan loạn. Vì thế nhà Tây Tây Nam hướng Đông Đông Bắc năm nay dễ bị mất tiền, đau yếu, thị phi, kiện tụng, tai nạn, mất chức, thậm chí chết chóc bi thương, cần phải có cách hóa giải hướng nhà xấu này. Thứ hai, nhà hướng Tây Tây Nam. Nhà này lưng tọa tại Dần, hướng nhìn về thân là nơi tuế phá. Đây là hướng hung nhất trong năm, là chỗ đại kỵ của Thái Tuế. Tuế phá giống như kỳ phùng địch thủ, Thái Tuế thấy đâu là đánh đó. Vì vậy, ở nơi này luôn tồn tại một sát thần gọi là Đại Hao. Đại Hao chuyên quấy phá tiền bạc và sức khỏe. Nhà hướng Tây Tây Nam năm nay dễ bị thương tổn, nhẹ thì hao tài, hao sức, nặng thì phá sản chết người. Những nơi này không phù hợp để cất giữ lương thực, trữ hàng tồn kho, đặt quầy thu ngân hay an tọa két bạc. Đồng thời cũng không thể tu sửa, phá dỡ, động thổ, nếu cố tình phạm vào thì họa vô đơn chí, nên tránh thì hơn. Thứ ba, nhà hướng chính nam. Nhà này lưng tọa chính bắc, nhìn về chính nam. Năm nay gặp nhị sát hung thần cùng nhau chiếu vào cửa chính. Quan phù là một sát tinh chuyên về kiện tụng, thị phi, tù ngục. Đại sát là ác thần chủ việc binh biến, hình sát chỉ sau Thái Tuế. Khi hai sao này cùng nhau tụ tập, thì gia chủ cần phải cẩn trọng trong giao thông để phòng tai nạn. Đặc biệt trong quan hệ giao tiếp, nên kiểm soát thái độ, hành vi, khẩu khí để tránh bị mâu thuẫn, gây đả lộn thương hình. Cuối cùng, những việc liên quan đến giấy tờ, giao dịch, ký kết nên được chú tâm cẩn thận. Nếu sơ sẩn, có thể gặp họa thị phi, pháp luật. Nhà có cổng hay cửa mở ở chính nam không được chủ quan, cần phải áp dụng các cách hóa giải hướng nhà xấu này. Thứ tư, nhà hướng chính bắc. Nhà này lưng tọa chính nam, nhìn về chính bắc. Nhà hướng bắc, hai năm vừa rồi, tuy tiền bạc cũng không đến nỗi nào, nhưng dễ ốm đau, thị phi, rắc rối. Năm nay tứ tinh hồi chiếu bởi các sát thần điếu khách, thái âm, đại tướng quân và tuế sát nên hứa hẹn những rủi ro không nhỏ. Những hung tinh này đều chủ về bệnh tật, khóc than, đấu tranh, nguy hiểm. Đặc biệt khi đại tướng quân và thái âm cùng nhau tề tụ thì mức độ hung ác tăng lên nhiều lần. Nhà hướng này nên tỉnh, không nên động. Nếu cổng, cửa cùng mở ở chính bắc thì xác suất xảy ra tai họa là khá cao, cần phải chú ý, không nên khinh suất. Thứ năm, nhà hướng Đông Nam. Nhà này lưng tọa Tây Bắc, hướng nhìn Đông Nam. Nhà hướng Đông Nam năm ngoái gặp đủ chuyện không hay,
tốt xấu lẫn lộn, năm nay vẫn chưa thoát ra được vì gặp các sao phá bại, tuế hình, tàn môn, lực sĩ, bao vĩ, chiếu tới. Cả bốn sao này không có thần nào tốt cả, động vào là tổn thất, phá bại và tuế hình chủ về hao tài tốn của, sức khỏe suy kém. Lực sĩ chủ về hình phạt, tát tóc, ốm đau. Tàn môn chủ về khóc than âm khí, cho nên nhà hướng Đông Nam năm nay tiếp tục bất lợi. Tuyệt đối không nên tu sửa, đào bới, phá dỡ trước cửa hay cổng để tránh đau thương, nên việc tìm cách hóa giải hướng nhà xấu này là vô cùng cần thiết. Cuối cùng, nhà hướng Tây Bắc. Nhà này lưng tọa Đông Nam, hướng nhìn Tây Bắc. Năm ngoái khá tốt lành, nhưng năm nay không còn như vậy nữa. Hướng Tây Bắc năm nay có 8 hung thần quần tụ gồm Tam Quan, Tam Mệnh, Tam Thất, Kim Thần, Hoàng Phan, Phi Liêm, Bạch Hổ. Bát đại sát tinh này nắm giữ sinh mệnh, tài chính của gia đình. Nếu xâm phạm có thể gây ra nhiều điều bất hạnh, nhẹ thì ốm đau, nặng thì chết chóc. Gia sản vì thế cũng hư hao không nhỏ. Phạm là nhà có cửa hay cổng ở hướng Tây Bắc, cần phải chú ý giữ gìn, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, đi đại, làm ăn thì may ra mới yên ổn. Phần 2. Các cách hóa giải nhà hướng xấu năm 2022. 1. Hóa giải bằng kiểm soát hành vi. Hàng năm sự các hung của hướng nhà ảnh hưởng to lớn đến sự an nguy, hương bại của gia chủ. Bên cạnh những vận hạn theo năm tháng ngày giờ sinh thì vận hạn cho thiên tinh chiếu đến căn nhà còn tác động mạnh mẽ hơn gấp bội. Việc chú trọng hành vi bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự giao tiếp, giao dịch, giấy tờ, làm ăn đều phải cẩn thận, chừng mực, tránh bốc đồng, chủ quan sẽ gặp tai họa. Đồng thời tại các hướng xấu năm nay không nên khởi công, động thổ, phá dỡ, tu sửa. Nếu cố tình phạm thì sẽ dễ gây tổn thất. Nếu bắt buộc phải làm thì nên tìm thầy phong thủy để hỗ trợ tìm ra cách hóa giải hướng nhà xấu. 2. Hóa giải bằng điều chỉnh phong thủy. Hóa giải bằng điều chỉnh phong thủy thường rất công phu và tốn kém. Đây là giải pháp tổng thể từ việc khảo sát căn nhà, tầm soát các hạng mục, hình sông, thế núi, cửa ngõ giao thông để phân tích xem căn nhà tốt xấu ra sao, phúc họa thế nào, từ đó mà đưa ra giải pháp chỉnh sửa. Với quy trình tầm soát kỹ lưỡng, phương án sâu xa, gia chủ có thể đạt được phúc lộc lâu dài, gia long hưng vượng. Đây là dịch vụ cao cấp của Phong Thủy Nguyễn Hoàng, thường chỉ áp dụng cho các gia đình có nhận thức sâu về phong thủy và có điều kiện kinh tế để thực thi. 3. Hóa giải bằng vật phẩm phong thủy. Hóa giải hướng nhà xấu bằng vật phẩm phong thủy không phải là biện pháp triệt để, nhưng nó có tác dụng như thuốc giảm đau. Đây cũng là cách dễ làm và ít tốn kém nhất, hiệu quả nhanh mà khả năng cơ động lại thuận lợi. Có điều, không phải vật phẩm nào cũng có tác dụng. Không phải chất liệu nào cũng phát huy công dụng và đặc biệt không phải ai cũng có thể tự làm. Vật phẩm phong thủy đề xuất cho hóa giải hướng nhà xấu năm nay: nghê phong thủy, hồ lô phong thủy, nơi an vị, hai bên cửa chính, hai bên cổng chính. Cách hóa giải hướng nhà xấu bằng nghê phong thủy có tác dụng đặc biệt vi diệu. Lưu ý rằng nghê phong thủy khác với nghê trưng bày. Nghê trưng bày không có tính linh nên không có tác dụng. Nghề phong thủy cần được thầy phong thủy tiếp dẫn linh khí, chọn đúng ngày giờ và vị trí để an vị thì năng lượng mới kích hoạt. Nghề phong thủy có con đực và con cái, có kiểu đứng và kiểu ngồi, có kiểu tàu và kiểu việc. Việc thỉnh nghề cần phải kèm theo giải pháp an vị, vì thế chi phí nghề phong thủy cao hơn nghề trưng bày. Mua về có thể biến nguy thành an, còn nghê trưng bày mua về chỉ tốn tiền vô vị. Hồ lô phong thủy cũng vậy, nó khác hồ lô trưng bày. Người ta vẫn thường mua hồ lô ở các cửa hàng đồng hay gốm, nhưng tác dụng của nó chỉ để trưng bày, không giúp được gì cho gia chủ. Hồ lô phong thủy được chế tác khác biệt
được nạp dẫn linh khí nên công dụng rất mạnh. Hồ lô có thể trừ tà, hóa sát, chuyển tai vi tường, chuyển họa thành phúc. Cách tốt nhất là sử dụng hồ lô bát tiên phong thủy, hồ lô bát quái phong thủy hoặc hồ lô ngũ đế phong thủy. Giải pháp đi kèm là linh hóa vật phẩm, chọn đúng ngày giờ và nơi an vị. Đó chính là giá trị khác biệt khi sử dụng cách hóa giải hướng nhà xấu bằng hồ lô phong thủy. Tôi xin dừng lại bài chia sẻ ở đây. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra, như thường lệ, với giải thuật của YouTube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu mà thích video này, nhờ anh chị ấn vào nút like để radio của chúng ta có nhiều người biết tới hơn. Xin cảm ơn quý anh chị. Chúc anh chị cuối tuần bình an bên gia đình.